Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Mày chạy với anh à? Ok ok. Mày chạy với anh à? Vỡ đầu rồi nhà em trai ơi. Chạy hả em? Đem kẹo sẽ đổi qua format rồi nhé. Ok. À, và mình sẽ lượm thêm tục thương cũng như là thêm đạn tiểu liên này. Bởi vì là hiện tại thì cái số lượng đạn à đâu? Phải lượm thêm đạn xuống trượt thì mới đúng nhá. Sorry anh em. Là kẹo hơi nhầm một xíu nha anh em. Vứt bớt đạn tiểu liên đi này. Và chúng ta sẽ cần lượm thêm đạn xuống trượt nhá. Ok mọi người. Lượm thêm được một tí máu nữa và kẹo đang full đó là full 94% 1 này. Ba đậu xanh. Phía trên tầng 2 có người thì phải. What the hell? Không có ai cả. Ok, có lần tay súng level 2 nhá. Trang bị tay súng 2 và format này các bạn ơi. Đây rồi. Chúng ta sẽ chạy qua cái phía đây nha. Đây đấy, sớm nhóc căng vậy. Rồi, kẹo qua ngay anh em yên tâm. Chuẩn bị là chúng ta sẽ lại có thêm mạng nhé mọi người. Ok nhá, ui. Bắn súng bắn tỉa các lại quá à. Ghê vậy. Kẹo lại sợ các bạn quá cơ nào. Người đâu? Ui. Kẹo nghe thì tiếng chân anh em ơi. À đây này, đây này. Bắt tử heo đây này, tưởng gì? Tưởng gì cơ anh em ơi. Ok ok. Đây kẹo quần máu có đã nhá. Thảo nào nghe từ chân nó khá là gần anh em ơi. Thì ra nó ngay cạnh mình. Ui đậu xanh. Từ bạn ơi, đây đây. Mình lút thêm đồ cái đã bạn ơi, từ từ. Từ từ bạn ơi, mình lút thêm đồ cái đã nhá. Đây rồi, let's go. Mình sẽ qua phía này coi nào. Trên này có một đứa bán tỉa thì phải này. Ok ok. Ơ không phải à? Từ đó ngay ở đây. What the hell, không có các bạn ơi. Cho nó chạy rồi cơ. Nghe nói là trên này có một đứa bán tỉa cơ mà đấy. Đây là kẹo vừa có thấy ký hiệu xong nhưng mà lại không thấy này. Bọn này chạy nhanh quá nhỉ. À đây. Căn nhà bên này mới đúng anh em ơi. Kẹo tuần ở cái nhà bên kia. Đây rồi các bạn ơi. Ok đây cho em ơi. Mình ngồi cạnh anh à. Đậu xanh ngồi cạnh anh đủ chưa em? Đã xong nhé các bạn ơi. Thằng này nó lại không có đạn súng trường cơ. Nghèo quá cơ. Tưởng gì. Hẳn là không có đạn súng trường cơ. Đây kẹo tranh thủ ăn thêm một xíu nấm nhá. Anh 20 tuổi còn em mới có 11 tuổi à. Úi dồi ôi, trẻ thế em. À cái đậu xanh, đứng lại em ơi. Xanh mộ luôn nha, trời ơi, chơi Laura cộng với kỹ năng của Hazato. Thì bạn thấy các bạn xanh mộ chưa? Let's go nào anh em. Đây rồi. Ủa anh em ơi. Tới chân người. Tới chân người này. Không sao cả. May là mình add tính năng của nhân vật Hazato nên là sấy khủng chưa anh em. Càng mất máu thì tỷ lệ xuyên giáp càng cao này. Đấy quá gắt phải không các bạn. Xíu nữa là kẹo đai rồi nha. Hên là vẫn đang còn xấu nha anh em. Đai thì thôi xong. Out khỏi trận đấu và chúng ta sẽ lại phải chơi trận mới thôi. Đây các bạn ơi, chạy qua và kẹo mong muốn là sẽ lượm thêm đạn súng trường nhá. Chứ đạn tiểu liên bây giờ ít quá rồi. À đâu, đạn tiểu liên nhiều quá rồi nha em ơi. Lượm thêm đạn súng trường là hợp lý nhá. Ơ à. Đậu xanh thằng nào lái xe vậy? Cả nó còn sợ túi máu này.
Ok, bom keo này. Đó, không biết có chảo không nhỉ? Có một vài cái trang bị vớ vẩn thôi anh em ơi. Ok. Let's go, nó đang chạy xe đấy vậy. Nó chạy xa mất tiêu rồi anh em ơi. À, chắc là chạy lên trên lệm thính hả? Có lẽ vậy. Lên đó anh em ơi. Đây à, em phải đứng lại em ơi. Hay phải đây đứng lại. Vẫn chạy cả bạn ơi, đừng có chạy bạn ơi. Nó chạy nhanh quá anh em ơi. À đứng đây à. Mày đứng đây à. Đứng đây à, đứng đây à. Ui, đứng đây à. Ui, đứng đây à. Ui, chạy xanh đứng đây hả. Ok. Xanh mộ cho em ơi. Buồn cho em. Cả đã có được 6 kill ở trong cái ván đấu này rồi nhá. Đậu xanh. Làm gì mà căng hả bạn ơi. Trên này hả. Cả lời sẽ cho bạn xanh mộ bây giờ. Ngồi trên xe bù máu cũng không yên anh em ơi. Ơ dựng hai quả bóng keo rồi anh em ơi. Nhưng mà lại mất tiêu bóng keo rồi. Các bạn anh em không lấy bóng keo chặn xe được cơ. Chán ghê ta các bạn ơi. Thêm máu này. Bóng keo này các bạn ơi. Ok ok. Hú ra đấy hả. Từ từ các bạn ơi. Bên trên cho nó bắn gắt quá cơ. Đây rồi anh em. Ok cuối cùng đã xong nhá. Đậu xe này. Ui. Đậu xe này em ơi. Đậu xe này em ơi. Ok. Xanh mộ rồi nha em ơi. Trang bị nào thừa thì kẹo sẽ vứt đi luôn nhá. Ui bạn đây. Đừng như vậy mình sợ. Từ từ để mình còn máu có đá bạn ơi. Thôi kệ lên xe chạy tạm vậy nha anh em. Bye bye. Mình chạy cái đã nhá bạn ơi. Đây rồi. Lên trên này coi nào anh em ơi. Wow. Bạn ơi bạn đâu rồi. Bạn có muốn bị xe tông không vậy. Đây rồi nào các bạn ơi đây. Mình sẽ chạy con phía này nhá. Wow. Và chúng ta sẽ rẽ lên cánh đầu nhá. Đơn giản là thị trấn thì nó đang có một cái vùng NG. Nên là thôi. Rẽ lên cái đầu rồi nào. Đây. Cái nâng giáp vẫn còn nhá. Chúng ta chuẩn bị là có được cái giáp 4.5 rồi nha các bạn ơi. Ngon. Giáp trắng như này thì quá đã. Chống phóng lựu M19 khá là tốt nha anh em. Mình sẽ lượn lờ qua mấy khu này coi nào anh em ơi. Wow. Chỉ còn lại có 13 người chơi nữa mà thôi. Cố gắng kiếm trận top 1 nhỉ anh em. Top 1 luôn chứ ngại gì mà không top 1 hả các bạn. Đây đây. Let's go chạy xuống dưới khu dưới này coi. Wow. Đây rồi anh em ơi. Lên phía trên này. Ok ok. Và chúng ta sẽ chạy theo cái phía đó là 1.5 nhá. À đấy rồi. Xuống xem ơi. Thôi xong. Thằng bé chết không kịp ngáp các bạn ơi. Thằng bé chết không kịp ngáp luôn nha. Đây đây. Để xe ra phía sau này lút đồ cho nó dễ này. Ok. Ui. Nòng súng 3 thì ngon rồi nha em ơi. Nó có giảm thanh không vậy. Bây giờ được kẹo đã có full đồ tím rồi nha em ơi. Full đồ tím nha là chơi gắt lắm. Let's go này các bạn ơi. Phía dưới này là con xe mà tôi chắc hả. Vậy thì kệ thôi. Quan trọng là kẹo muốn kiếm mạng mà thôi nha em ơi. Không muốn kiếm xe đâu. Xe này chạy khá là ngon nhá. Ok. Mình sẽ cố tốt một lần nha em ơi. À từ 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 từ. À trời ơi. Né xe anh em thấy kẹo né xe chưa. 9 thằng nữa thôi mà. Wow. Trên này không có một ai cả này. Thế từ từ đây. Kẹo chạy lách xuống phía dưới một xíu này. Phía dưới này thì kẹo nghĩ là cũng chẳng có ai đâu anh em ơi. Không có ai cả. Chỉ là một con tính không thôi anh em. Let's go. Bo càng ngày càng nhỏ. Và còn lại 8 người chơi này các bạn ơi.
lên phía trên này một xíu nhá. À, đậu xanh thật nào. Thật nào, ngay phía đây vậy. Còn dám gọi cả đồ ôn thính cơ à? Ồ. Trong nhà hả em? Thế em cho chú ăn no liệu bây giờ? Ủa không phải anh em ơi. À đây, tưởng gì? Tưởng trong nhà cơ. Ui, tưởng gì bạn ơi? Tưởng là bạn trong nhà cơ, không phải thì thôi vậy. Lên xe cái đã nào anh em. Ui, Thính vẫn lăn cả. Có mỗi cái chả thôi anh em ơi. Chạy qua đây đi em ơi. Đúng rồi, qua đây này. Xanh mộ bùi chơi mây, bye bye. Đây, có 10 kill rồi anh em. Còn lại đó là 4 người chơi nữa thôi. Mình sẽ chạy thử qua cái vùng UAV coi. Lại sắp top 1 rồi các bạn ơi. À đây, thôi xong rồi. Mày chạy đâu hả em ơi? Kiểu này là có ngay một đứa ở đây. Thôi xong rồi, chú xanh mộ với anh rồi. Đây à, đây à. Anh thử chú về nhá. Chết không kịp ngáp luôn nhà em ơi. À, đậu xanh. Cạnh mình cũng có một đứa nữa nha. Ok đây. Có một đứa này. Từ từ các bạn ơi, để mình check xem này. Ở đây à? Ở đây à? Ui, ở đây à? Ở đây à? Ở đây à? Ok, ở đây à? Ở đây hả mấy? Xanh mộ cho em ơi. Rồi, thôi xong. Cả đã có được 12 kill rồi các bạn ơi. Bây giờ kill mạng cuối nữa là xong nhá anh em. Lên xe và chúng ta sẽ cùng đi săn mạng nào các bạn ơi. Đây, chạy xe cẩn thận nhá. Lại chuẩn bị được top 1 nữa rồi nha em. Ok mọi người. Thằng cuối đó rồi. Chúng ta sẽ cùng tìm ra vị trí của thằng cuối ở trong cái ván đấu đấy nhá. Hello bạn ơi, bạn đâu rồi? Bạn có muốn xanh mộ không vậy? Đây, mình sẽ cho các bạn xanh mộ luôn nhá. Hello anh em. Chuẩn bị là kẹo lại có thêm được mạng thứ 13 rồi nha anh em. Sắp top 1 nữa rồi. Người đâu rồi nhỉ? Chưa thấy nó chạy đâu. Nên là kẹo sẽ lựa lờ lại vào chỗ này coi nào. Không thấy nó khung người này anh em ơi. Chắc là nó chưa chạy vào bo đâu anh em ơi. Ở đây chỉ có hầm xăm mà thôi nhá. Let's go. Wow, đậu xanh. Một thằng nữa được rồi. Thằng cuối nữa là xong nha anh em. Không có thấy nó đâu này. What the hell? Núp đâu rồi hả? Cuối đây chắc là nó đang thủ rất là kỹ anh em ơi. Cái này chúng ta sẽ khá là mệt mỏi để tìm được ra nó nhá. Ok. Bo thu tại đây là một cái khu vực mà nó vô cùng là trống trải. Ngoại trừ có mấy cái gốc cây nữa nên là kiểu gì là chúng cũng sẽ phải chạy ra ngoài mà thôi này. Nó như thế mình lái xe như này có khi nó sợ đấy anh em. Để con nào, đâu. Thằng cuối đâu? Mày đang ở đâu hả thằng cuối? Mày đang ở đâu vậy hả thằng cuối đây? Oh my god, nó chưa chịu chạy vào trong cái vòng tròn màu vàng. À đâu, vòng tròn trắng đấy anh em ơi. Bo đã thu lại rồi. Ok. Chắc là chúng ta sẽ phải chờ thêm một xíu nữa. Hiện tại cái đang có đó là 24 mắt xem nha. Đâu, cứ lợn lờ xe như này nó sợ ấy, anh em ạ. Sợ cho em. Mày sợ cho em này. Đâu rồi? Chú đang ở đâu? Chú đang ở chỗ nào rồi? Hay là đang ngồi dưới gầm cầu vậy em? Cũng không phải nốt anh em ơi. Wow, đậu xanh. Mày đâu? What the hell, lợn lờ mãi nhưng mà chưa có thấy các bạn đây.
U dưới này cũng không phải anh em ơi. Kẹo chưa thấy nó đâu rồi này. What the hell. Ok ok, lên dốc một xíu nhỉ anh em. Đâu rồi, thật quá đâu. Mày tưởng là mày núp được hả em ơi. À, mày đâu mày đâu. Mày đâu rồi đây. Anh chạy một vòng rất là kỹ nhá. À đây, à đây, tưởng gì. Uầy, làm gì vậy. Làm gì vậy. Tính dùng băng keo cho anh à, làm gì vậy. Làm gì vậy em ơi, uầy. Tính dùng băng keo cho anh à. Ra đây em ơi, nào. Tính chặn xe anh cơ à? Fix rồi nha em ơi. Fix rồi, chạy xe bằng niềm tin à. Chạy xe bằng niềm tin à. Chạy bằng tin hải em ơi. Mất máu cho em. Úi dồi em ơi. Úi dồi ôi em ơi. Nhân dấu nha. Ok, tốc một lần rồi các bạn ơi. Yes, tuyệt vời. Quẩy nào anh em ơi. Như vậy là kẹo đã được tốc 1 ở trong cái vài đấu này. Và để xem nào anh em. À, với tổng số kill mà kẹo đó là... Đấy, kẹo có 13 kill nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.